Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sửa lỗi mất kết nối mạng trên máy tính. Thì việc mất kết nối mạng hay là mất mạng trên máy tính nó có khá là nhiều nguyên nhân. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết từng nguyên nhân một để mọi người có thể dễ dàng là khắc phục trên máy tính của mình một cách là đơn giản nhất. Thì ở đây mình sẽ có mấy nguyên nhân chính. Thì bây giờ mình sẽ liệt kê ra nhá. Đầu tiên là mọi người mới đầu là mới cài lại máy tính chẳng hạn, thì hiện tại thì Win 10 có một số dòng máy khi chúng ta cài lại máy tính ấy, nó có thể là mất mạng, ví dụ như Wi-Fi hay là mạng kết nối dây chẳng hạn. Thì mọi người cần là cài đặt Wi-Fi cho cài driver máy tính cho mình. Thì việc cài driver nó cũng khá đơn giản thôi. Mọi người có thể là search như sau, tải này driver, xong rồi cộng thêm cái dòng máy của mình vào, hoặc là dòng, nếu mà là laptop thì là cộng thêm cái dòng máy ấy, laptop. Còn nếu mà là máy tính thì là main cộng thêm cái dòng main, ví dụ là main H61 chẳng hạn. Đấy, đây ví dụ đi. Thì nó sẽ hiển thị ra cái trang chủ để chúng ta tải driver về rất là nhiều. Đấy, thì đây nó sẽ có rất nhiều phiên bản, thì mọi người sẽ tìm đến cho mình cái đây, LAN này. LAN này chính là driver nhá. Thì mọi người chọn này, đây là tải về, tải cái nào mà cài đặt được thì mọi người sử dụng nha. Còn nếu mà laptop thì mọi người chỉ cần là đây nha, laptop thì mọi người chỉ gõ tên đầy máy vào là xong. Ví dụ như gọi là Dell gì hạn đã, mình ví dụ thôi nha, Dell này. Đây, ví dụ một cái máy đi. Thì nó cũng sẽ hiển thị ra trang chủ thôi, và trang chủ chúng ta sẽ kích vào đây, dell.com này. Và nó sẽ hiển thị ra cho mình cái driver download đây. Thì mọi người có thể chọn là Windows bao nhiêu đó, BIOS gì đó. Ủa sao đây là Windows 98 nhỉ? Cái máy này lâu rồi hả? Ok, thì mình ví dụ thôi nhá. Thì mình sẽ chọn đến cái mạng LAN hay mạng Wi-Fi hay show all này. Mọi người sẽ tìm được thôi. Đây network này, chọn máy network thôi. Đấy. Đây thì mọi người sẽ tải hết về, và cái nào cài được, những cái network chính là mạng nhá. Mọi người cứ chọn tải hết về, cái nào cài được thì sử dụng. Cái này thì hơi ấy. Mình thử chọn cái dòng khác nhá. Tìm driver này đấy, thì nó hơi khác nhau một tí. Mọi người cố gắng đẩy cho mình xem cái chỗ nào có chữ driver thì cố gắng mà tìm. Thì đây là có Win 10 này, chọn các đời Win này đó. Cái kia không hiểu tại sao lại không có Win 10 ạ. Ví dụ đây mình Win 10 64 bit, mình chọn 64 bit này. Mọi người Win 7 chọn Win 7 nhá. Có nhiều trường hợp ấy là nó không hỗ trợ Win Win 7 nữa thì nó sẽ không có driver nhá. Đấy, nên mọi người cẩn thận, máy tính mọi người mà đời cao quá ấy, nó không hỗ trợ Win Win 7 nữa thì tải về nó không chạy đâu. Bây giờ mình sẽ tìm Win 10 của mình này. Mọi người có thể chọn là network hoặc là mọi người sẽ tìm chỗ này cũng được. Đây, network này. Mọi người tìm thì nó sẽ ra nó gần nhau hơn. Rất nhiều mục đây. Thì mọi người tải về nhá. Mọi người ví dụ đây, cái này là cái Wi-Fi này đấy. Cái này thì ví dụ là cái đây là cái mạng LAN này. Mọi người có thể tải hai cái này về, nếu mà không được đây là Bluetooth này, tải về và cài đặt nhá, thường là sẽ được. Còn hai cái trên này thì có máy được có máy không thì phải sao ấy. Ok, thì đó là cái lỗi đầu tiên, đó là máy tính chưa cài đặt driver hay là máy tính mất driver. Thì lỗi mất driver ấy là sau khi mọi người cài cái Win. Còn nếu mọi người dùng Win 10 thì mọi người có thể vào đây này, start này, chọn check này, check update này. Mọi người sẽ có cái mục là check update đây này, mình check rồi. Sau khi mà check update xong ấy thì nó sẽ cũng cài đủ driver cho mọi người. Ok. Đến cái lỗi thứ hai mà khiến máy tính của chúng ta mất mạng. Đó là mọi người sẽ nhìn cho mình vào cái biểu tượng này. Đây là cái biểu tượng à, đây rồi. Còn đã. Mọi người sẽ nhìn cho mình vào cái biểu tượng mạng ở đây này, mục bên phải này. Nếu mà biểu tượng mạng nó bị như thế này nha.
trường hợp mà mọi người thấy cái biểu tượng mạng nó sẽ bị disable đi. Có rất nhiều trường hợp là nó sẽ bị disable đi ạ, tự động nhá, không phải là do chúng ta tắt nó đi, mà là nó tự nhiên nó bị tắt đi. Ví dụ thế này, trường hợp mà mọi người nhìn thấy cái biểu tượng mạng nó như thế này thì mọi người sẽ kiểm tra như sau nhá. À thì mọi người sẽ đoán là, chỉ đơn giản là mọi người sẽ vào và bật nó lên thôi, chúng ta sẽ đoán là nó sẽ bị tắt đi, đơn giản là bị tắt đi thôi. Với Win 10 thì mọi người sẽ kích chuột phải vào này, chọn là Open Network Internet Setting, chọn vào Setup, à Startup, đâu chọn vào cái này chứ, DI Up chứ, chọn vào cái mục thứ hai nhá và chọn là Chain Adapter. Và mọi người thấy cái Ethernet nó bị ẩn đi thế này thì mọi người chỉ việc kích chuột phải vào và chọn là Enable, là như vậy là chúng ta sẽ có mạng thôi. Đôi khi nhiều máy không hiểu tại sao nó bị tắt đi là disable đi đấy. Ok, trường hợp thứ hai chúng ta nhìn vào biểu tượng mạng thấy chấm than. Ở đây thì mình không thấy chấm than đúng không, nhưng mà mình gặp khá nhiều trường hợp là thấy chấm than này, hay là wifi cũng thấy cái chấm than đúng không ạ. Thì trường hợp này, một là wifi đang bị limited, có nghĩa là nếu mà ở công ty ấy, hay là dùng chung ở một xóm xóm trọ chẳng hạn, thì trường hợp bị limited hay là không cấp được IP là rất là nhiều, vì có nhiều máy truy cập vào thì cái máy bị vượt quá giới hạn. Thì cách khắc phục ấy, thì mọi người ra cái chỗ cái máy wifi đấy, mọi người tắt và bật lại wifi thì để là reset wifi và mọi người kết nối lại mạng nhá. Như vậy là chúng ta sẽ khắc phục được cái lỗi là khi mà thấy cái biểu tượng mạng wifi hay là biểu tượng mạng này này, thường thì nó sẽ gặp ở wifi thôi, thấy cái dấu chấm than. Ok, nếu mà biểu tượng mạng của chúng ta là mạng dây mà mọi người thấy dấu chấm than thì một là mọi người sẽ kiểm tra cho mình cái sweep. Nếu mọi người dùng chung mạng thì mọi người kiểm tra cho mình cái sweep, có thể là cái sweep bị lỗi, hoặc là cái cổng sweep, hay là cái hạt mạng, cái đầu cắm mạng ấy, cái đầu cắm mạng nó cũng bị, có thể bị lỗi nhá. Đâu nhỉ, cái đầu cắm mạng là cái đầu nào đây, đây mình có một cái đầu cắm mạng đây. Đây này, cái đầu cắm mạng này nó bị lỗi thì mọi người có thể là bấm lại nhé, cái này phải bấm lại thì phải ra quán, hoặc là mọi người phải biết cách bấm cơ. Đó, trường hợp thứ ba của cái biểu tượng mạng bị chấm than và không có mạng, đó là bị đứt dây mạng khác, phải là đứt dây mạng của bên cung cấp nhé. Cái dây mạng này là dây mạng của bên cung cấp cơ. Để xem là biết là đứt dây mạng bên cung cấp không ấy, thì mọi người có thể ra cái modem của mình và nhìn vào cái mục là Internet. Nếu mà cái mục Internet ấy nó màu đỏ, có nghĩa một là bên nhà mạng đang sửa mạng, hai là đường dây mạng cắm vào cái modem của mình ấy bị đứt, thì mọi người mang đi, mọi người gọi cho cái bên mạng và bên mạng sẽ xuống sửa cho mọi người thôi. Trường hợp thứ ba không phải do đứt mạng, nhìn vào cái mục Internet nó vẫn màu xanh mà không có mạng, thì trường hợp này có thể là sai cấu hình. Mình không hiểu tại sao có nhiều trường hợp cái modem nhà mạng cấu hình xong rồi dùng một thời gian ấy, thì nó bị mất cấu hình. Thì cái trường hợp này thì mọi người cũng gọi đến nhà mạng và người ta sẽ xuống và cài đặt lại cái cấu hình modem cho mọi người, thì nó cũng khá đơn giản thôi. Ok, tiếp tục đến trường hợp là nhìn vào cái biểu tượng mạng để biết là máy tính chúng ta bị làm sao bị mất mạng. Ví dụ là mọi người nhìn vào cái biểu tượng mạng này và nó có dấu X. Đây, mình sẽ rút luôn cái dây mạng mình ra. Đó, à, nó không có dấu X nhỉ? Trên Win 10 bây giờ không có dấu X nữa. Ok, thì ngày xưa thì biểu tượng mạng bị đứt dây ấy, nó sẽ có dấu X như này. Nhưng bây giờ thì nó có cái biểu tượng là quả cầu cũng được. Còn ở trên máy tính của mọi người, máy tính ai ấy mà có dấu x đỏ này, thì mọi người đầu tiên mọi người kích chuột phải vào đây và chọn là Open Network Internet Setting. Mọi người chọn cho mình mục Ethernet và chọn cho mình mục là Chain Adapter Optician. Thì mọi người thấy là nó không bị ẩn cái mạng này, biểu tượng mạng này. Và mọi người thấy nó có dấu x. Thì cái trường hợp này là bị đứt dây mạng.
hoặc là cái mối lúa này cũng có thể là bị hỏng này. Nhưng mà cái trường hợp này là đứt dây mạng là nhiều hơn, có nghĩa là bị chuột cắn chẳng hạn. Còn nếu mà mọi người dùng chung mạng với nhiều nhà thì có thể là bị rút dây mạng chẳng hạn. Đó, thì có hai trường hợp thôi. À, ba trường hợp chứ. Một là hỏng mất cái đầu ở cái mối ở cái bấm, cái đầu bấm này. Hai là bị đứt dây mạng do chuột cắn, hay là bị sau đó bị đứt. Ba là nếu mà dùng chung thì có thể là bị rút dây mạng ra, hay là bên đấy bị mất điện chẳng hạn. Thì mọi người sẽ đi kiểm tra dây mạng cho mình và thay dây mạng mới thôi và cắm lại là được. Mình sẽ cắm lại nha. À, có một trường hợp nữa, không phải đứt dây mạng, một trường hợp nữa là gì nhỉ? Mình vừa nhớ ra mà quên mất. À, trường hợp nữa là cái mên của mình nó bị hỏng mất cái đầu cắm mạng ấy. Cái mên hay là cái ổ hay là cái laptop hay là cái máy tính ấy, nó có cái đầu cắm mạng ấy. Thì cái trường hợp này cũng khá là ít, đó là bị hỏng mất cái chỗ cắm. Thì nếu mà hỏng mất chỗ cắm thì chỉ có mang ra quán sửa thôi, không không biết làm sao hết. Trường hợp thứ cuối cùng mà khiến máy tính của chúng ta bị mất kết nối mạng, đó là cái modem hay cái wifi bật lâu quá thì nó sẽ bị như kiểu bị đầy ấy. Thì mọi người ra chỉ việc khởi động lại cái modem, khởi động lại cái wifi xem có được không. Trường hợp đơn giản nữa là mình không hiểu tại sao mà máy tính đôi khi mà sử dụng một thời gian thì trên mất mạng, mà mình khởi động lại máy tính là có thể là có lại mạng thôi. Thì mọi người có thể là khởi động lại máy tính, khởi động lại wifi, khởi động lại modem để xem máy tính có mạng hay chưa. Nếu mà chưa có thì mọi người sẽ kiểm tra từng cái nguyên nhân của mình đã chia sẻ trong cái video này. Đó là những cái nguyên nhân cơ bản nhất và dễ khắc phục nhất, mình hay thường gặp nhất, và hôm nay mình chia sẻ trong cái video này. Thì mình xin kết thúc cái video tại đây. Mọi người xem video thấy hay thì cho mình xin một nút like, một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Xin cảm ơn mọi người nhiều. À, ở trên laptop mọi người để ý cho mình, nó có cái nút là tắt bật wifi. Thì nếu mọi người bị mất biểu tượng wifi thì mọi người có thể tìm trên bàn phím hay là tìm trên cái viền máy tính xem có bị chạm vào cái nút tắt wifi không. Nếu mà tắt thì bật lên. Ở trên máy HP thì nó ở trên cái, nó có nút cảm ứng ở trên cái gần cái nút nguồn ấy. Dell thì nó có hai ở bên viền, nó có cái nút công tắc bật. Còn một số máy khác thì nó ở trên bàn phím. Mọi người nhìn biểu tượng wifi ấy, nếu mà nó bị vàng thì có nghĩa là bị tắt nhá. Ok, thì mình xin kết thúc cái video ở đây. Mọi người xem video cho mình xin một nút like, một đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Xin cảm ơn mọi người nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.